Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Đến cái video này thì tôi update nhanh cái dự án Kake mình có chia sẻ anh em, con Kake Korea này. Thì mình update nhanh để cho anh em có sự chuẩn bị nha. Được chưa? Thì con này mình cũng update trên Telegram group của mình cũng khá là lâu rồi, nhưng mà trên kênh YouTube của mình thì mình cũng chưa update cho anh em, nên là anh em cũng chưa biết. Thì hôm nay mình cũng update cụ thể cho anh em, được chưa? Update nhanh. Thì con này trên cái trang chính thức của nó trên Twitter ấy, nó có một cái bài đăng cũng như là bài đăng đấy để cho cái hôm 16 tháng 9 này thì nó chính thức nó sẽ thay đổi, nó cho anh em nó thông báo ấy, thì nó cho anh em phải chuyển đổi cái đồng Kake Korea sang cái đồng Korea này, sang cái đồng Kake Korea này sang cô sang cái cũ ấy, sang cái mới, tức là anh em cũng như là anh em vào trong tweet anh em đọc này, thì cho anh em dịch sang tiếng Việt này, tức là anh em nó sẽ chuyển đổi mã thông báo hoàn tất, chuyển đổi trước ngày liêm yết này. Thì có nghĩa là nó đổi cho anh em nào mà đã claim được cái con Kake này cũ này, thì bây giờ thì anh em sẽ chuyển đổi sang Kake mới. Chắc là mình không biết, nhưng mà mình đoán chắc là nó thay đổi con trách cũng như là các mã nguồn của nó. Thế đấy, về việc thay đổi chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày thôi, nên là anh cố gắng làm gấp nhá. Bắt đầu từ 0 giờ, tức là 12 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2023, thời gian diễn ra trong vòng 10 ngày thôi, anh em sẽ đổi từ cũng là chuyển từ Kake cũ sang Kake mới. Thì nếu mà anh em mà quá 10 ngày mà anh em không đổi thì nó sẽ xóa đấy, thời gian lock này sẽ bị xóa hết đi. Thế nên anh cố gắng mình cập nhật vậy thôi, nhưng mà anh em cố gắng làm nhanh cho mình nha. Để bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 24 giờ ngày 26 tháng 9 này. Đây, hủy ủy quyền Kake phiên bản cũ. Đấy, tức là bây giờ anh chuyển sang phiên bản mới. Nên là anh em cố gắng bắt đầu từ ngày mai, đúng không ạ? Mai tối mai 12 giờ tối mai thì anh em có thể là chuyển 12, để anh em để sang 17 anh em chuyển đi, chuyển sang phiên bản mới. Chắc là nó thay đổi mã nguồn với con trách rồi, nên là lắm anh em cứ hỏi mình nó cũng có ra thông báo đây, được chưa? Đấy, mình cũng cập nhật nhanh cho anh em để anh em có sự chuẩn bị thôi. Ok, video này mình gửi tới anh em, cũng cập nhật cho anh em một cái dự án Kake Korea, không biết nó ăn thua gì không, nhưng mà thấy nó đổi lên đổi xuống về mình không biết là có cơm cháo gì không. Ok, video này mình gửi tới